Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trước mắt hiện đang ở trên màn hình các bạn, đây là một loại ký tự rất là nhiều, các bạn thể thấy này. Đấy. Hiện tại là tôi đang dùng trên điện thoại nên là phải để màn hình ngang như thế này để các bạn có thể thấy được rõ hết tất cả các ký tự như thế này. Đấy, các bạn hỏi ký tự này để làm gì đúng không? Thì như tiêu đề của video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem để biết ai vào Facebook của mình nhiều nhất bằng điện thoại. Đấy. Thì các bạn có những cái mối tình hoặc là có những cái người gọi là thương thầm nhớ trộm, yêu đơn phương, vân vân và mây mây. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn được cái cách gọi là biết nhé, biết những ai vào why và trang cá nhân của mình nhiều nhất ở một cái thời điểm ấy, được chưa? Thì bắt đầu thì trước tiên là các bạn phải trên điện thoại các bạn phải cài ứng dụng Chrome, mà Chrome là ứng dụng mặc định của tất cả các điện thoại rồi, Chrome và hoặc là Google, à Cốc Cốc, nhầm, Chrome hoặc là Cốc Cốc, ok chưa? Trình duyệt Chrome hoặc là trình duyệt Cốc Cốc, đây để tôi làm màn hình chính cho các bạn xem nhé, không biết đang quay ngang mà lại quay dọc thì cũng không sao nhỉ? Đây, trình duyệt Chrome đây nhé các bạn nhé, Chrome đây. Đó, nếu các bạn dùng Oppo thì có cả trình duyệt browser này, browser màu xanh xanh ở góc này, đây này, đó browser này, màu xanh xanh ở góc này, browser rất là tuyệt vời các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái phổ biến là ứng dụng Chrome các bạn nhé. Đây để mình xoay ngang màn hình ra, ok chưa? Quá ok luôn. Thì bây giờ bước đầu tiên nhá các bạn là mình mở một trình duyệt mới này. Đây bước đầu tiên đây đúng không, đây là trình duyệt mới của các bạn đúng không? Thì các bạn sẽ nhập địa chỉ cho mình là m Facebook, được chưa? Nó sẽ ra như thế này. Đó, hiện tại tôi là đang ở trên điện thoại, bật bật trang web cho máy tính nhá. Các bạn ấn vào chữ trang web cho máy tính này. Hiện tại ở đây là trang cá nhân Facebook ở trên điện thoại, các bạn phải đăng nhập link mình vào nhé, nhớ là đăng nhập ác Facebook của mình vào ác để muốn kiểm tra đấy. Thì các bạn đăng nhập vào này, sau ấn trang web cho máy tính này, nó chạy thêm một lần nữa, rồi các bạn ấn vào cái dòng này, các bạn ấn chữ Facebook này, Facebook rồi nhá, các bạn kích này, kích tìm kiếm này, nó sẽ ra vào cái phần đăng nhập và đăng ký này. Nhưng các bạn nhớ là phải 100% là phải có dấu tích trang web cho máy tính cho tôi nhé. Đấy, thì yêu cầu là như thế. Thì bước tiếp theo các bạn ấn vào chỗ đăng nhập và đăng ký này, được chưa? Đó, ok, đây đúng chưa? Đúng trình duyệt của máy tính chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy, story giờ nó hiện ở dưới này, nó không hiện như ở trên nữa. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, lướt như bình thường luôn. Đây là trình duyệt máy tính 100% nhá, như trên máy tính luôn nhá. Thì các bạn nhớ là đây là phiên bản Facebook cũ thì mới xem được cái các ký tự để ai biết là để mình biết ai vào Facebook của mình nhiều nhất. Đấy, ai vào trang cá nhân Facebook của mình nhiều nhất. Thì các bạn nếu mà các bạn đang ở phiên bản mới thì các bạn thể trở về phiên bản cũ bằng cách ấn vào cái mũi tên như tôi này, ấn được mũi tên đây này, đó, kéo xuống đây này, chuyển sang phiên bản mới, phiên bản cũ ấn đây nhá. Hiện tại là đây là phiên bản cũ nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiếp theo này, các bạn nhớ kỹ này, cái bước quan trọng nhất này khi các bạn đang ở trên trình duyệt máy tính phiên bản cũ như này nhá. Nhớ nhá. Phiên bản cũ thì các bạn ấn vào cái đường link vừa nãy các bạn này. Rồi các bạn ấn sao chép này, dán lại này. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ tôi thao tác nhá. Các bạn kéo cái con trỏ chuột về đây, rồi các bạn nhập chữ này, nhập chữ view, view này. Đấy, view, nhớ chữ view chưa? Trừ này, s này, o này, u r này, ce, hai chấm, nhớ nhớ là quan trọng nhất là hai chấm nhá, dấu hai chấm này. Đó, các bạn xem bất cứ ở trên đọc đọc
các bạn đọc trên bên ngoài thì các bạn không hiểu đâu, thì các bạn nên xem những cái video nó hướng dẫn thì tốt hơn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn một chút. Đấy, các bạn ấn vào view show này, hai chấm và cái đường link cũ các bạn vừa trên máy tính đấy, ấn tìm kiếm này. Đó, nó sẽ chờ một lúc. Các bạn dùng wifi hoặc dùng mạng khỏe là được. Ôi, thấy chưa, các bạn nhìn thấy một đống ký tự chưa? Hiện tại tôi đang phóng với cái cỡ rất là to. À, cái cỡ rất là bé. Ok, thì các bạn không phải lăn tăn về cái tìm tìm về cái đấy, các bạn ấn vào dấu ba chấm bên cạnh nhá. Thì các bạn sẽ kéo. Kéo này, kéo kéo đến khi nào các bạn nhìn thấy chữ không? Nó rất là nhiều ký tự như này thì có rất là nhiều người vào các bạn ạ. Nhưng mà mình muốn xem gần đây nhất là ai vào thì các bạn phải nhìn cho mình cái chữ lít, chữ lít. Nhìn thấy màn hình thì các bạn để màn hình dọc lúc tìm cũng được. Còn mình đang quay clip thì mình phải để ngang. Để ngang để khi mà đăng lên YouTube ấy thì các bạn có thể xem cho nó dễ, không phải đau mắt. Đây thì mình thì đây chữ lead nó ở đây các bạn nhá. Đây cuối cùng mình tìm thấy rồi. Đây chữ lead, đây lead hai chấm là bắt đầu các ký tự đầu tiên có dấu trừ hai đằng sau đấy, là người hay xem hay vào trang cá nhân của mình đó. Thì chữ lead của mình ở đầu góc này thì chắc chắn nó sẽ chạy xuống đây rồi, chạy đầu xuống đây, đây chính nó đây. Các bạn chỉ việc ấn vào này đó, quan trọng chưa? Đó, các bạn đừng sao chép cả chữ trừ hai nhé. Đó, các bạn chỉ sao chép từ số 1000 và đuôi kết thúc bằng đuôi 29 được chưa? Những số khác như vậy sao chép này. Đấy, ấn đa tác vụ này được chưa? Ấn thêm một trang web nữa này, được chưa? Các bạn nhập chữ Facebook cho mình này, chấm com gạch chéo, ấn dán, dán cái số ký tự vừa các bạn sao chép nhá. Đây xem ai vào quay mình nhiều nha. Ô Hannah Lemon, ok thì đúng thật, không sai đâu được thật các bạn ạ. Ok thì chúng ta lại trở về này, trở về cái tác vụ vừa nãy này. Đó, xem là người thứ hai là ai nhá các bạn nhá. Thì các bạn dí vào đây này, đã dí vào cái này. Đấy, đuôi vừa rồi là đưa 29 đúng không? Bây giờ đuôi bây giờ là đuôi 15. Vẫn là đầu 10015. Đấy, trừ 2 này, sao chép này. Các bạn ấn đa tác vụ này, đấy, mình làm thêm một lần nữa. Ấn này, sau các bạn ấn lên trên này, đã nhập, đã lập chữ Facebook này, chấm com này, chéo này, dán này. Đấy, tìm xem ai. À, Phạm Công Hoàng à, Công an nhân dân à. Ok các bạn nhá. Thì thử một người nữa nhỉ. Xem nào, 1, 2, 3, 4 tuổi nhiều người thế. Cái này là hoàn toàn của cơ sở nhá các bạn nhá, chứ không phải là mình chat.
Ok các bạn nhá. Thì hôm nay thì mình cũng hướng dẫn đầy đủ những cái từ cách nhỏ nhất đến cách tối giản nhất cuối cùng. Thì các bạn nếu mà thấy hay thì đừng quên đánh giá, để lại nút đăng ký và nút like để ủng hộ cho kênh mình phát triển thêm nhé. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyên mục cách để biết người lạ chuyên vào wall Facebook của mình. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại. See you again. Bye bye. Sống ở đời này không nên hơn nhau chén rượu chén chè, không nên hơn nhau lòng đồng. Là người Việt Nam phải hơn nhau ở cái này, cái này là, đó, đây phải hơn nhau ở cái này.